Mời quý vị khán giả cùng theo dõi mục điểm tin văn nghệ thể thao. Thưa quý vị, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới được thực hiện theo thông tư 17 ngày 2 tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đến nay, các địa phương trên cả nước đang tích cực triển khai thực hiện. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Cạn đang tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 15 xã đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, bằng 15,5% tổng số xã trong toàn tỉnh. Phát huy kết quả này, năm 2021, tỉnh Bắc Cạn tiếp tục chỉ đạo các địa phương quan tâm đầu tư, quy hoạch, xây dựng thiết chế văn hóa trên địa bàn, đồng thời vận động nhân dân đoàn kết, nỗ lực thực hiện 5 tiêu chí của xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, gồm giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa thể thao cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương. Tỉnh Bắc Cạn phấn đấu đến hết năm 2021 sẽ có 18% số xã đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Năm 2021 là năm đầu tiên tỉnh Bắc Cạn thực hiện đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng giai đoạn 2021-2030. Dự kiến trong năm nay, tỉnh sẽ thu hút 4 tỷ đồng để đầu tư xây dựng một số sản phẩm du lịch tiêu biểu. Trong tổng nguồn vốn này, tỉnh sử dụng ngân sách là 750 triệu đồng, còn lại huy động xã hội hóa hơn 3,2 tỷ đồng để đầu tư khai thác và phát triển một số sản phẩm du lịch chính như sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch về nguồn, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch cộng đồng, du lịch lễ hội gắn với nghề thủ công truyền thống, du lịch tìm hiểu văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc, du lịch mạo hiểm, leo núi. Cùng với đó, tỉnh cũng quan tâm thực hiện các dự án về bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, khai thác chương trình du lịch về nguồn, các điểm di tích lịch sử cách mạng như ATK Chợ Đồn, Đèo Giàng, Phủ Thông, phụng dựng và bảo tồn một số lễ hội, nghề truyền thống và những di sản văn hóa phi vật thể khác, bảo tồn các bản làng còn mang đậm bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc để xây dựng các chương trình tham quan hấp dẫn và đặc trưng. Tác giả Nông Văn Kim, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Cạn vừa ra mắt tập truyện ngắn thứ hai mang tên Lửa Hoang, tập truyện do nhà xuất bản Thanh niên ấn hành. Tập truyện ngắn Lửa Hoang gồm 14 truyện ngắn, được tác giả Nông Văn Kim chọn lọc kỹ lưỡng với những tác phẩm đã tạo được dấu ấn bạn đọc trong hơn 10 năm qua như Đào Tiên Đỏ Thắm, Trưởng Thôn, Lửa Hoang, Con Mao Ly và Chuyến xe khách liên tỉnh. 14 truyện ngắn đều thu hút người đọc bởi giọng văn gần gũi, bình dị. Những vấn đề ông đưa ra trong truyện đều mang màu sắc thân quen, giàu hình ảnh, chạm đến nhiều góc cạnh nóng hổi trong đời sống của người miền núi. Các truyện ngắn có xung đột, có mâu thuẫn và hướng tới giá trị nhân văn sâu sắc. Là người con của Bắc Cạn, được hít thở không khí trong lành và sống trong tình yêu bao la của tình người, tình núi. Điều đó như mạch nguồn ngấm vào thẳm sâu tâm hồn và trên mỗi trang viết của Nông Văn Kim. Đó cũng là lý do vì sao mà trong suốt 15 năm qua, các truyện ngắn của tác giả Nông Văn Kim đều được độc giả đón nhận và yêu mến. Năm nay, ngành du lịch tỉnh Bắc Cạn sẽ tiếp tục tăng cường liên kết hợp tác trong phát triển du lịch với các tỉnh trong khu vực nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh cho phát triển du lịch của mỗi địa phương. Cụ thể, tỉnh Bắc Cạn sẽ tiếp tục tăng cường liên kết ngang, liên kết dọc với 11 tỉnh trong khu vực Đông Bắc và vùng đồng bằng sông Hồng, tạo mối liên kết giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp nhằm gia tăng giá trị, thúc đẩy marketing du lịch địa phương thông qua hệ thống lữ hành trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác du lịch với hai thị trường trọng điểm là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch, kết nối các thị trường tiềm năng về du lịch trong nước và quốc tế, đồng thời tăng cường phối hợp liên kết chung các điểm đến, qua đó nhằm đưa ngành du lịch của tỉnh phát triển xứng tầm với tiềm năng và thế mạnh của mình trong vùng liên kết. Thưa quý vị, xác định nghệ thuật trọng tâm trong quý 2 năm 2021, đó là tập trung tuyên truyền cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, nên Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Cạn đã tích cực tuyên truyền tại cơ sở. Để tuyên truyền cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Cạn đã xây dựng chương trình nghệ thuật có thời lượng 60 phút với chủ đề Ngày hội non sông, được chia làm hai phần. Phần 1 có chủ đề Quốc hội Việt Nam, Người sáng niềm tin với các ca khúc Đảng là cuộc sống của tôi, Quốc hội Người sáng niềm tin, Tình yêu lá phiếu, Quốc hội Việt Nam, Niềm tin lá phiếu, Bài ca non sông, được thể hiện sinh động bằng những lời ca, tiếng hát của các diễn viên, tuyên truyền viên. Qua đó, thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, đặc biệt nhấn mạnh ngày 23 tháng 5 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp, là ngày hội toàn dân, là quyền và nghĩa vụ của công dân để bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
Phần 2 của chương trình có chủ đề Bắc Cạn chung sức đồng lòng với các ca khúc cách mạng mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Cạn, trong đó có hát then, đàn tính, bằng lời tày, đi bầu cử là ngày hội của toàn dân, cổ vũ các tầng lớp nhân dân cùng hướng về cuộc bầu cử ngày 23 tháng 5. Với chương trình nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã có 8 buổi phục vụ bà con nhân dân tại huyện Ngân Sơn và Ba Bể. Sau khi mà có kế hoạch chỉ đạo của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, thì Trung tâm Văn hóa tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, đặc biệt là tập trung về tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Thì riêng chương trình quý 2 của Trung tâm Văn hóa tỉnh về công tác tuyên truyền lưu động, thì đơn vị đã được sự chỉ đạo của Sở là tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử. Sau khi xây dựng chương trình xong, chúng tôi đã tổ chức triển khai tuyên truyền tại hai huyện Na Rì và huyện Ngân Sơn. Đầu tháng 5, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã thay đổi hình thức tuyên truyền từ tuyên truyền cổ động, triển lãm, biểu diễn văn nghệ quần chúng, tiểu phẩm sang hình thức tuyên truyền bằng xe lưu động. Không chỉ được trang hoàng lộng lẫy, xe lưu động của trung tâm còn hấp dẫn gây chú ý với người dân bằng nhiều bài hát, hình ảnh, khẩu hiệu. Các nội dung liên quan đến bầu cử như tiêu chuẩn, vai trò và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, cơ cấu và tổ chức Quốc hội, Hội đồng nhân dân, điều kiện ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền và nghĩa vụ của cử tri đã được tuyên truyền đến nhiều thôn xóm, làm cho người dân hiểu rõ các chủ trương, ý nghĩa tầm quan trọng cũng như nội dung liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới để người dân thực hiện tốt quyền, trách nhiệm công dân của mình và tích cực tham gia vào bầu cử, vận động mọi cử tri đi bầu đông, bầu đủ và đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Có xe lưu động của trên tỉnh xuống là cũng như là cổ vũ thêm tinh thần cho bà con, nó như là ngày hội đấy. Đấy, mọi người dân đều biết là ngày bầu cử là ngày hội rồi, nhưng mà việc có xe đến lưu động tuyên truyền ấy là bà con lại càng thêm phấn chấn, càng khi thế là để nhắc nhở mọi người đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân ấy. Thì cũng mong muốn là thông qua hình thức tuyên truyền của Trung tâm Hóa sẽ là một kênh tuyên truyền có hiệu quả đến bà con nhân dân nắm sâu hơn nữa về cái công tác tuyên truyền cũng như công tác chuẩn bị công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Thay đổi cách thức tuyên truyền một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã góp phần bảo đảm các thông tin về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được truyền tải tới người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả, từ đó giúp bà con hiểu được đây không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là trách nhiệm của mỗi người khi lựa chọn ra những ứng cử viên có đủ đức tài để đại diện cho nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Vào đầu tháng 10 tới đây, giải chạy Marathon tỉnh Bắc Cạn sẽ chính thức khởi tranh tại Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn. Trong cuộc đua, các vận động viên sẽ được tranh tài với 4 cự ly 10 km, 21 km, 42 km, 70 km. Vào ngày 21 tháng 5 năm 2021, cổng đăng ký vé tiêu chuẩn của giải sẽ chính thức đóng lại, chuyển sang giai đoạn bình thường và chi phí tham gia của mỗi cự ly sẽ tăng 20% so với thời điểm hiện tại. Năm nay, ban tổ chức giới hạn đăng ký chỉ 2.000 vận động viên là một nét riêng rất khác biệt so với các giải chạy khác. Lý do cho quyết định này, ban tổ chức mong muốn đảm bảo hệ sinh thái nguyên sinh của Vườn Quốc gia Ba Bể bằng cách kiểm soát số lượng vận động viên tham gia phù hợp. Đồng thời, việc giới hạn vận động viên sẽ giúp cho khâu chuẩn bị tổ chức, phục vụ giải chạy được diễn ra một cách kỹ càng hơn trong năm đầu tiên ra mắt. Thưa quý vị, giải Marathon mở rộng tỉnh Bắc Cạn năm 2021 là cơ hội để quảng bá hình ảnh văn hóa du lịch Ba Bể, Bắc Cạn tới đông đảo du khách, đồng thời phục hồi và kích cầu tăng trưởng du lịch địa phương sau dịch COVID-19. Cuộc đua sẽ được diễn ra vào tháng 10. Đây là thời điểm lúa vàng bông, rừng lá đỏ với mặt nước trong xanh tạo nên một không gian chạy bộ đặc biệt nhất tại Việt Nam. Ban tổ chức hy vọng với việc lần đầu tiên giải chạy được tổ chức tại Vườn Quốc gia Ba Bể sẽ tạo ấn tượng đặc biệt với du khách, từ đó quảng bá được hình ảnh hồ Ba Bể và tạo tiền đề cho những giải đấu tiếp theo. Nghĩ rằng là cái việc mà mang những cái hoạt động thể thao gắn với du lịch là hoàn toàn hợp lý, và từ những cái hoạt động thể thao này nó sẽ thúc đẩy và kích cầu làm sao phát triển quảng bá cho du lịch Ba Bể tỉnh Bắc Cạn. Để chuẩn bị cho giải đấu này, đơn vị đồng tổ chức là công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Phiêu Lưu cùng Mitterling đã có sự chuẩn bị chu đáo từ khâu lên cung đường chạy cho vận động viên chuyên nghiệp chạy thử, với mong muốn các vận động viên sẽ được trải nghiệm hoàn toàn mới với địa hình siêu độc đáo, đưa bước chân các vận động viên khám phá cảnh núi rừng hùng vĩ, thảm thực vật đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Ba Bể hay những bản làng của các dân tộc Tày, Dao, Mông nằm giữa thung lũng lúa trải dài xanh ngắt.
muốn là hướng tới trong thời gian tới chúng tôi sẽ mở rộng cái mô hình này ra và làm sao là quảng bá thêm những cái sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản cho nông nghiệp ngay tại cái ngày mà chúng ta mở bán, mở cái giải chạy xuất phát, giải chạy và cái ngày kết thúc. Thì đây là cơ hội để chúng ta quảng bá không chỉ là du lịch thể thao, không chỉ là địa hình nữa mà là quảng bá tất cả những sản phẩm của bà con địa phương. Thì chúng tôi hy vọng rằng đây nó sẽ là một cú hích rất lớn để làm sao phát triển cho du lịch tỉnh Bắc Cạn. Còn 4 tháng nữa giải marathon tỉnh Bắc Cạn sẽ chính thức khởi tranh. Hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo của đơn vị tổ chức, các vận động viên và du khách sẽ được khám phá vườn quốc gia Ba Bể bằng cách đặc biệt nhất, thám hiểm và chinh phục vùng đất đầy huyền bí này qua những con đường mòn của giải chạy marathon. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.